Rồi, xin chào tất cả anh em nghe. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em. Thì lô hôm nay em lên với anh em là 10, đáng lý ra là 14 con nha anh em. Nó nhưng mà hồi nãy có anh khách kia anh lại anh chốt con này nè anh em, con cơm có đề ha. Máy này máy có đề, anh gặp girl rồi anh hốt luôn này. Đó thì cho nên em để con này ra là con này con D10 ha. Thì một hồi sẽ là D9 nhảy lên D11 nha anh em. Đó. Thì nếu mà anh em có nhu cầu xài con cơm su đề gì nè thì em còn khoảng 2-3 con giống vậy ha. Anh em cứ gọi cho em thì em sẽ làm rồi em gửi cho anh em. Thì anh em chốt máy thì gọi số điện thoại này của em 0917414042. Đó thì anh em gọi về số điện thoại này để chốt máy. Nếu mà anh em coi trên clip đã đủ rồi, không cần coi nữa thì gọi thẳng chốt luôn. Còn nếu anh em nào có Zalo muốn coi máy lại một lần nữa thì các bạn Zalo em sẽ gọi, em quay hoặc là em quay clip. Đó em gửi cho anh em để anh em xem một phần một lần nữa ha. Thì lô hôm nay em lên với anh em là chữ giờ đó anh em, chữ D đó. Đó thì anh em xin nhớ số ký tự mà điện cho em đang chốt máy ha. Giá trên đây em đã bao gồm ship và phụ tùng đầy đủ cho anh em là 6 món, kể luôn cản cỏ. Đó. Rồi, con đầu tiên, con D1, con này là con Echo 24 ha. Nòng 32 ly. Nhỏ, gọn, nòng 32 ly, 24cc, bugi đứng, áo màu cam, còn đẹp luôn nha anh em. Chế ga ngang một kim ha, phù hợp cho anh em xài gia đình, chị em phụ nữ mới bắt lớn tuổi rồi xài cũng được luôn nha. Đó, con này thì nó bị lai tạo là giữa cái màu cam màu đỏ, hai cái phù hợp là như nha anh em. Công tắc là công tắc ở trên láp nha. Ha. Con này hiện tại là chưa có ga, nếu mà anh em chốt mà anh em muốn xài ga giữ hay ga bóp thì anh em cứ báo với em sẽ gắn cho anh em ha. Con này áo còn đẹp luôn anh em. Rồi, con D1 giá 1.3 ha. D2 là Makita. Con này thì nhỏ gọn cho anh, phù hợp cho anh em cắt cỏ vườn, cỏ nhà ha, bờ ruộng, bờ ao, bờ mương này kia rồi đó. Thì cắt cước chị em phụ nữ đồ xài cũng được luôn, bác lớn tuổi này kia đó. Thì nhiều anh mua thì cũng gửi về nhà, kiểu như mấy anh ở xa rồi lên coi gặp em like đó, thì nhiều anh cũng có mua đang gửi về nhà cho mấy bác ở nhà xài đó. Thì những con như thế này xài gia đình cực kỳ ngon luôn nha anh em ha. Nhỏ gọn, tiết kiệm xăng, giá tiền phải chăng. Đặc biệt cái này nó có le tự động nha, le thì anh em ấn vô đóng le nè, lên ga thì le tự động bật ga cho anh em luôn, phù hợp cho bác lớn tuổi, nhiều khi mấy bác hơi chậm một xíu anh em. Đó thì mấy con này là nó hỗ trợ cho anh em chỗ cái le đó ha. Vú là phía trước luôn nè. Con này nòng 31 ly ha, 21cc. Bình xăng này anh em chạy tới chiều nha. Tâm liền, tâm nhựa ha. Công tắc ở đây nè. Con này hiện tại là một tay cầm. Nếu anh em có nhu cầu đổi qua hai tay thì báo với em sẽ đổi cho anh em hai tay ha. Con này lắp zin luôn. Đó. Rồi, con D2 giá 1.3 ha. Con D3 là Shindewa 220. Áo màu đẹp luôn. Con này nòng 32 ly ha, 22cc. Con này chạy chế ga ngang một kim nha. Ha, áo màu đỏ còn đẹp luôn. Bình xăng còn trắng tinh luôn nha anh em, trắng zin luôn đó. Chìm giật chữ xin hoài gõ gệt luôn. Ha. Áo màu đỏ đẹp, tâm liền, tâm nhựa ngay nè ha. Con này là công tắc ở trên láp nè, hiện tại của nó là một tay cầm. Nếu mà anh em có nhu cầu xài hai tay thì báo em sẽ đổi qua cho anh em. Láp zin luôn nha, chữ xin qua luôn, đầu bộ zin luôn ha. Đây còn tem luôn, made in Japan, số sợi ghi đầy đủ luôn ha. Rồi D3 giá 1.3 ha. D4 là con Echo đời mới nè. Rồi, cái nắp Intercan này thì nữa em sẽ siết ốc lại cho anh em ha. Thì cái này yên tâm không sợ rớt đâu. Con này là chạy chế qua bờ gồ một kim, ga ngang ha. Tiết kiệm xăng, bình xăng còn trắng zin luôn nha anh em. Chụp giật có chữ Echo, áo màu xanh nè. Quá đẹp luôn anh em, lộng lẫy luôn ha. Tâm liền tâm nhựa nè. Bóng hới luôn.
con này nồng 32 ly ha, 22cc đây, mà có đây ha, còn tem máy luôn anh em đó. Con này hiện tại thì cũng chưa có tay, anh em chốt máy thì nhớ nhắc cho em là anh em gắn cho anh em ha, lắp gin luôn nha anh em, echo luôn, đầu bộ gin, con này là gin nguyên cây 100% cho anh em luôn, mà được cái chế ra ngang quanh bầu gồ đó nha, cực kỳ lại săn đó. Rồi D4 giá 1,4 triệu ha, D5 là con Kubota nha. Con này là có lò xo ống nha anh em, Kubota nè, đó anh em nhìn thấy nó dài hơi nè, thấy không? Đó là giật nó có hỗ trợ giật cho anh em đó, giật nó hơi nhẹ hơn mấy cái chụp giật bình thường đó. Ha, con này nồng 32 ly, 22cc, còn chữ Kubota luôn nha anh em. Máy nhỏ nhưng mà tiếng hét nó hơi khủng nha. Nó khủng theo kiểu giọng cái piston của nó với cái công suất của nó ha. Bình xăng gin còn trắng tinh luôn. Con này cũng chạy chế ra ngang một kim quanh bồ gồ lại xăng luôn ha. Tấm liền, tấm nhựa còn trắng luôn. Chữ Kubota đây. À, để kiếm kìa, rồi có không? Rồi, không có tem máy anh em ơi, nó không có để tem máy rồi. Không biết đường nhìn này ha. Công tắc thì anh em lưu ý giùm em nha. Công tắc ở trên lắp anh em bật như vậy là sẽ ra tắt ha. Anh em bật ngược về đây thì là mở. Nó lưu ý em nha, như là mở, như là tắt ha. Con này hiện tại là một tay cầm. Anh em có nhu cầu xài hai tay thì báo em sẽ đổi qua cho anh em. Lắp gin luôn, Kubota. Trắng cỏ gin, đầu bò gin luôn ha. Rồi, con này gin nguyên cây 100% cho anh em luôn nha. Cực kỳ ngon luôn. Áo đẹp, máy khỏe, lò xo ống, giật nhẹ nhàng ha. D5 giá 1,4 triệu. D6 là con khủng long ăn cỏ nha. Dòng máy này thì có mấy anh mà cắt mua về đang cắt lúa nè, còn cắt cỏ cứng này kia rồi ha, là mấy dòng máy là ngon cực kỳ luôn nha anh em. Đó, ghi mấy anh mà cắt lúa đó là hút mấy con này vừa rẻ và vừa ngon luôn nha ha. Con này là nồng 32 ly, 23cc, echo 209 ha. Con này chạy chế zin nha, áo nhôm đó. Bởi vì những con như thế này em gọi là máy khủng long ăn cỏ đó nè, dữ lắm, nó khỏe đã dữ lắm, đã luôn nha anh em. Dòng đề máy đề trước ha, con này giá 1,4 triệu, tôm gời tôm nhôm nha, ga dữ, tay cầm là tay cầm zin luôn ha, áo còn đẹp luôn nha, cực kỳ đã luôn ha. Rồi D6 giá 1,4 triệu, D7 là con Makita 23 ha. Anh em nghe tiếng hét không là thấy phê chưa, quá đã luôn. Nó đặc biệt cái nữa là cái cổ mà cái chỗ mà để anh em đổ xăng nè, nó đứng thẳng đứng như nè, thì nó cái này chỗ này nó lợi cái là anh em đổ xăng nó dễ hơn là mấy thằng nằm cổ ngang đó. Nó lợi cái được một phần là chỗ này ha, thứ hai là thằng này nó có le tự động, anh em đóng le nè lên ga thì le tự động nhảy về cho anh em ha. Trời ơi đó, tự động lên ga, tự động trả về cho anh em ha. Đó, chế là chế hai kim luôn nha, chế zin luôn đó, cực kỳ lợi xăng luôn. Tâm liền, tâm nhựa nè, công tắc ở đây ha, có tay đầu đầy đủ luôn, trắng cỏ đầu bò đầu ghiên hết luôn nha nè ha. Con máy này quá đã, bồ nè, trắng tinh luôn ha. Rồi D7 nồng 32 ly, 23cc ha, giá 1,5 triệu. D8 là con Mitsubishi TM24 ha, con này nhiều hôm bữa 3-4 anh chốt nè. Máy đẹp, dây giật còn trắng luôn ha, quá đã luôn, áo quá tuyệt vời. Nó làm thêm cái chỗ để gà cái chỗ khối nè, cái chỗ mà tiếng bô á nè, nhìn nó cũng lạ nữa ha. Thường nằm thục trong á, như con này thục trong nè, con này nằm ngoài nè, nhìn máy nó lạ, nó khác biệt sao đâu ha. Con này hiện lên chế hai kim mới nha anh em ha, tôm gời tôm nhôm nha, công tắc trên lắp, tay là tay gin nha, tay đôi tay gin, bóp xe đạp.
nha. À, để em coi con này có dập mắt in da băng cho anh em không. Đây có nha anh em, mắt in da băng ha, Mitsu đó. Thì quay hay mời mới gõ nha. Còn nếu anh em nào muốn về kiểm tra hàng đó thì cứ ở chân chụp giật nè, em nhìn thẳng qua lóc nè thì sẽ thấy chữ mắt in da băng ha. Áo còn đẹp luôn, áo đi liền luôn nha. Rồi D8 giá 1,6 triệu, D9 là Echo 240 trợ lực ha. Rồi xin lỗi anh em nha, nhiều khi em quen cái miệng vụ 24-240 rồi anh em. Con này là Echo 242 nha, nằm 34 ly, 24cc ha. Chụp giật trợ lực có dây thiều, chụp giật lớn nè. Đó, giật bởi vì anh em thấy nó nhẹ hiều vậy. Bình xăng zin còn trắng luôn. Chế ga ngang một kim ha. Con này là chế Wambago nha anh em. Chế Wambago nha, đây có đẩy nè. Wambago, tấm liền tấm nhựa, đi liền máy luôn nha. Em kiếm cái tem kìa. Rồi con này mắc tem luôn. Thượng nằm bên đây anh em. Đây đây nằm đây đây. Nha, 242 made in Japan. Cái số seri còn luôn nha. Đó. Con này là cái tay zin luôn. Tay chữ U ha. Cực kỳ gọn luôn. Ga giữ, công tắc ở trên ghi đông luôn nha. Cực kỳ gọn luôn, cực kỳ êm luôn ha. Anh em đang xài gì nè. Giữa chừng anh em muốn tắt thì thọt tay để tắt luôn. Cực kỳ ngon luôn ha. Đầu bộ zin luôn. Đó. Áo này là còn đẹp nha, do cái màu nó màu sậm thôi ha. Rồi D9 giá 1,6 triệu, nòng 34 ly, 24cc ha. Rồi D10 là con đề nè anh em, nãy khách chốt rồi đó. Thì anh em có muốn mua đề đó thì anh em gọi cho em để em đặt hàng ha. Em còn 2-3 con. D11 là Magu. Con D11 là con Magu 26 ha. Con này hôm nay nó ngon cực kỳ nha anh em. Đó, con này hôm nay là nó có trợ lực nè, chụp giật lớn nha, có dây thiều đó. Hôm nay nó ngon được thêm cái này nữa nè. Ha, nhiều anh mà theo dõi từ cái lô chữ A, từ cái lô chữ U tới cái lô chữ D luôn là anh em sẽ thấy được cái con này nó ngon cho chụp giật nè. Tại vì từ chữ U tới chữ C á là lô con Magu nào cũng có nhưng mà nó không có trợ lực. Ha, nhưng mà hôm nay con này đặc biệt một cái là nó có trợ lực cái nữa. Quá đã luôn ha. Bình xăng zin còn trắng luôn. Chụp giật trợ lực có dây thiều giật lớn nha. Ha, chế Wambago một kim, ga ngang zin nha, cực kỳ lợi xăng, tum liền tum nhựa nha, còn trắng luôn nè. Đó, Magu thì sẽ có dập mắt in da băng cho anh em nha. Chết bà không, con này dập ở đâu rồi anh em ơi? Em nhìn ở đây không thấy rồi anh em ơi, chỉ có thấy cái số seri rồi. Hôm nay con này bị hố rồi. Đây nghe anh em, đó anh em nhìn thấy không, cái chỗ đó, đó mắt in da băng đó. Đó, ôi sao nó không thấy nét được? Không thấy nét được. Hỏi anh em. Đó, nó anh em thấy không? Đó, mắt tin da băng thấy không? Đó, chỗ cái vu bơm anh em nhìn vô, đó anh em thấy mắt tin da băng ha. Do cái chỗ này nó làm kiểu như nó làm hơi nhỏ anh em. Nhiều khi nó không thấy, đó. Đó. Ha. Thì chụp giật thì cứ cái chỗ chụp giật này nè. Anh em nhìn thẳng vô thì anh em sẽ thấy chữ mắt tin da băng. Đó, thì cái chỗ đó để anh em kiểm hàng ha. Áo là áo đẹp luôn nha. Áo này nó hơi đậm nha. Đó. Nè anh em nhìn ngóc nè. Còn sáng trưng luôn ha. Ốc nè, quá đẹp luôn em. Còn trắng luôn nha. Nó có dập cái số seri đây luôn nè. Không sợ bay luôn ha. Công tắc ở trên lắp nha. Đặc biệt là bóp zin. Bóp zin theo máy luôn nha. Đó, lắp zin luôn nè. MB26, MB là ký hiệu của dòng Magu nha. Ha. Thêm một cái nữa là tay là tay lợp. Đó, tay lợp như thế này là anh em cắt là sẽ đỡ mỗi tay. Ha, đầu bò zin luôn. Quá đã luôn ha. Con này là zin nguyên cây 100% cho anh em luôn. Chụp giật có trợ lực nè. Hôm nay ngon được cái có trợ lực nè. Có dập mắt in da băng cho anh em. Magu lúc nào cũng có. Đặc biệt là bóp zin ha. Rồi D11 giá 2 triệu. D12 là dòng Kawasaki ha.
một phát là chạy luôn ha. Nồng 36 ly 33cc Kawasaki, nghe cái tên là biết Nhật rồi nghe anh em. Chạy chế zin ha, áo màu đỏ, áo nhựa nha. Cho nên nó sẽ nhẹ một phần nào cho anh em đó. Công tắc thì anh em lưu ý, bật lên là mở, bật xuống là tắt ha. Tum gầy, tum nhôm. Con này hiện tại thì nó chưa có tay. Anh em chốt máy thì nhớ nhắc em để em gắn tay cho anh em ha. Double gin ha. Rồi D12 giá 2,2 triệu ha. Rồi D13 là con Komatsu G2K ha. Quá nhảy nổ luôn. Một phát là chạy hết anh em. Nhiều anh mua máy cũng sợ cái vấn đề mà máy mà xài thời gian giật hoài nó không chạy đó, hoặc là chậm nổ đó. Thì cái đó anh em yên tâm nha. Anh em là cứ xăng pha nhớt đầy đủ cho em. Riêng máy bình xăng trên, khi mà anh em xài rồi á thì anh em nhớ khóa xăng giùm em như thế này. Khi nào mà anh em xài á thì anh em nhớ mở xăng ha. Với lại là anh em đừng có lặt cái bình xăng cho nằm bình xăng trên, thì đừng có lặt cho bình xăng nằm xuống dưới. Như thế thì sẽ cái chỗ cái nổi anh em nó bị chung là xăng nó sẽ nhiễu toàn toàn nè. Nó nhiễu thôi nhưng mà máy vẫn chạy bình thường. Đó, em chỉ sợ là anh em xăng pha nhớt có cái tỷ lệ nó không đồng đều á, bởi vì máy nhiều khi nó trục trặc. Thì cái đó bình thường không sao. Thì cái lúc đó nếu mà máy nó như vậy á thì anh em cứ báo với em, gọi cho em thì em sẽ hướng dẫn cho anh em ha. Thì cái vấn đề đó anh em đừng có lo, đừng có sợ. Không sao hết ha. Con này là Komatsu G2K, nòng 34 ly 26cc ha. Chụp giật còn chữ Made in Japan luôn. Bình xăng con này chỉ có bình xăng mới thôi nghe anh em. Tại bình xăng green của nó là bị bể rồi nên bắt buộc phải thay thôi. Đó chứ cái này em cũng không muốn, em chỉ muốn là green cho anh em hết 100% nha. Con này chạy chế hòa khí, chế zin nha. Tum gầy, tum nhôm. Ha, công tắc ở đây. Đó, nó còn cái xốp luôn nè anh em, cái ốp eo nè. Quá ngon luôn ha. Lắp xoay. Công cái này là bờ ga, là ga bóp xe đạp. Ha. Đó, đầu bò green nha. Quá ngon luôn nha anh em. Mấy con này mà anh em xới đất, xới cỏ, bơm nước, còn không thì cắt cỏ cứng cứng cũng được luôn nha. Còn mà anh em cắt cỏ mà hơi dừa dừa hay là cứng cứng hơi hơi đó thì cắt bằng cước cũng được luôn ha. Rồi D13 giá 2,1 triệu. Rồi cuối cùng là con cưa Stein ha. Quá dữ anh em. Con cưa là Stein 009 ha anh em ha. Con này áo nhựa, lam là lam nó 4 tắc nha anh em. Ủa cái này có phá xích không vậy ta? Không. Này là cái chỗ để cầm tay thôi nha anh em, chứ không có phá ha. Con này tay cục thì nó phù hợp cho anh em cắt, ví dụ như anh em leo trèo mà chỗ này kia chỗ kia mà nó hơi khó đó, anh em cắt một tay cũng được luôn nha. Đó, nó phù hợp cho anh em cầm mà cắt một tay ha. Cái chỗ này nè, em hướng dẫn cho anh em là chỗ này công tắc, anh em bật lên như vậy là tắt ha. Bật gì là mở le, thì anh em gạt qua đây thì đóng le, gạt qua đây là mở le ha. Xăng á thì xăng với nhớt thì cái chỗ này nè là nội chỗ anh em đổ nhớt để ga lam ha, nhớt ga lam. Còn cái chỗ này là xăng pha nhớt để anh em đổ vô anh em cho máy chạy ha. Lam con này là lam bánh xe đó, nó dài 4 tấc ha, nặng 5 kg nha anh em, 5,2 kg ha, cũng khá là nhẹ. Bởi vì anh em một tay cục mà anh em cầm một tay cũng được luôn nha. Đó. Em đây lâu lâu cầm lần mà còn được nè, mấy anh mà cầm thường xuyên thì đối với anh em con này nhẹ thôi. Stein dòng của Đức, khỏe bền nha anh em, mà chạy lợi xăng cực kỳ luôn ha. Rồi con này nòng 38 ly nha anh em, 34cc đó Stein. Con này giá 1,8 triệu. Đối với máy cưa thì em sẽ tặng phụ tùng cho anh em là một cái tiếp tháo bugi và một cái bugi ha. Rồi hôm nay anh em lên cho anh em ký hiệu là tới 14 con nhưng mà máy thì chỉ có 13 con ha. Giờ con anh lại chốt rồi, anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.